lại đến nỗi mừng vui đón tin anh. Đèn huy một màu nhìn mưa rơi suốt năm nay, nghĩ rằng tôi và anh vì niềm trai con nhi dân tôi nơi đâu. Chào lại quý vị các bạn nha. Hôm nay bên Sutero Tầng Nguyễn giới thiệu với mọi người một con quan cơ cao cấp đồng nhất năm 2019. Đó là con quan cơ Gutin GH GD Gutin MK5FX, hàng L1, hàng nhập khẩu mọi người. Đây mình hàng là hàng nhập khẩu thôi. Thì con quan này nó là chức năng, nó là con quan cơ lai số. Nó có rất nhiều chế độ hiệu ứng như là Eco, Reverb, Delay và âm thanh 3D. Đó, cái ngọn số nó ra là 48 bit. Bây giờ mình sẽ test sơ cho mọi người xem ha. Ở đây hiện tại bây giờ mình đang sử dụng chế độ số 5. Thì nó sẽ là vừa Echo vừa Reverb. Hey, so, hey, một, hey, so, b, so, hey, hey, năm, so. Bây giờ mình sẽ qua chế độ khác. Chế độ số 6. Hey, so, hey, so, bảy, hey, tám, linh, một, hey, hey, so, sáu, bảy. Bây giờ là thời buổi nó tăng tiếng rồi. Xài quan cơ, chỉnh cơ nó rất là đơn giản. Ở đây tất cả những cái nút như là những chế độ nhiều của delay nè. Này là nhiều ít của chế độ lặp lại. Cái này là nhiều ít của reverb. Đấy. Ở đây là chế độ mix, volume mix, nó có những cái ký hiệu dưới này hết. Chúng ta nhìn rất là dễ chỉnh. Check trung bass cho cái micro này. Ở đây chỉnh cho nhạc này. Rất là dễ luôn. Có điều con này nó không có chế độ bluetooth, nó có nút chống hú, nút feedback ở phía sau. Chúng ta cần chỉnh ở phía sau rất là đơn giản. Chỉnh ở phía sau rất là dễ. Đó. Mic thì 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như 6. Ở phía sau 4 cộng, phía trước 2 cộng. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ thôi. Vì góc độ chuẩn của cái con quan cơ thế hệ mới này, GD Guti MK5FX. Mình cảm nhận cái hiệu ứng của con này vượt và Echo Delay con này rất là sáng. Mọi người sử dụng thì sẽ rất là hài lòng. Hàng nó, cái con GD Guti này nó có rất nhiều loại. Nó có những loại 1, 2, 3. Đây mình làm bên mình làm hàng loại 1 thôi. Mà cảm thấy rất là hài lòng, âm rất là nhẹ, rất sáng, bắt mic rất là xa luôn, nhạc rất là mạnh. Giới thiệu sơ cho mọi người ha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0937381978, 0982770792, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng số 1255-39 đường Cách Mạng tháng 8, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được test trực tiếp. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.